Vâng, xin chào quý chị đã đến với Salon Luxury Hải Dương. Có địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Và hôm nay đây, bên Salon lại về thêm một chiếc xe mới. Em sẽ làm một video để giới thiệu. Đây là chiếc Hyundai Elantra bản 1.6 số tự động. Một chiếc xe sản xuất 2021 siêu mới siêu lướt. Hiện tại thì chiếc xe này bên em đang bán chưa tới 600 triệu. Cụ thể nó là 595 triệu. Chiếc xe này vẫn hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe nếu như quý anh chị có nhu cầu. Và mọi chi tiết quý anh chị vui lòng liên hệ cho bên em vào số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Mọi chiếc xe bên salon em bán ra đều cam kết xe không tai nạn, không ngập nước, giấy tờ hồ sơ pháp lý an ninh chuẩn chỉ. Toàn bộ khung xương gầm bệ keo chỉ máy số nguyên zin. Và bây giờ em xin phép được giới thiệu tổng quan về ngoại thất, nội thất cũng như khoang động cơ của chiếc xe. Thì trước mắt quý anh chị đây, chiếc xe được trang bị xi nhan báo rẽ được tích hợp trên gương. Tất cả các cái viền cong kính rồi viền nẹp dưới kính đều được ốp mạ chrome. Đây, vị trí tay nắm cửa, hõm tay nắm cửa cũng đã đều được bọc mạ chrome. Và bước vào khoang nội thất bên trong của chiếc xe. Đó, chiếc xe được trang bị ghế da màu kem. Xe còn được trang bị thêm hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt, gương chỉnh điện, cụp tự động, vô lăng tích hợp. Một chiếc xe đi hơn 2 vạn cây, vô lăng củ số còn rất đẹp. Thì chiếc xe này cũng đã được chủ xe bọc thảm lót sàn 5D đầy đủ rồi. Tính năng của chiếc xe này thì cũng vô cùng nhiều. Có đề nổ thông minh này, màn hình cam lùi theo xe. Đó, rồi là điều hòa tự động hai vùng độc lập. Tất cả các tính năng của xe đều hoạt động bình thường. Đó, tất cả tính năng đều hoạt động bình thường. Cửa sổ trời, trần nỉ còn rất đẹp luôn. Tất cả nội thất ghế ra bên trong là nguyên bản theo xe. Đây là chức năng thay đổi chế độ lái, có 3 chế độ lái ở đây. Đây vô lăng tích hợp đây. Đây. Quý chị nhìn xem, tất cả mọi chi tiết trên xe đều còn nguyên bản nhá. Đó, đều còn nguyên bản này. Đó, táp lô, táp ly còn quá mới luôn. Đây vô lăng này. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu về phần cốp sau và phần khoang máy. Đây, anh chị nhìn xem. Tem nguyên còn nguyên này, còn nguyên tem này. Đây, cam lùi. Bốn mắt cảm biến sau. Đó, nhấn vào đây là mở cốp này. Đó, khoang hành lý cũng khá là rộng rãi. Và dưới đây là lốp dự phòng. Còn rất dày, còn gần như mới nguyên. Đó, Hyundai Elantra GLS 1.6 số tự động, giá 595 triệu, chạy hơn 2 vạn cây, còn rất đẹp. Và bây giờ em sẽ mở cho anh chị xem về nội thất, khoang động cơ của chiếc xe. Đây động cơ 1.6. Tất cả mọi chi tiết từ ốc chân máy rồi tất cả mọi chi tiết bên trong đều vẫn còn nguyên sơn chấm vạch bảo hành của nhà máy. Máy nổ rất êm. Với khối động cơ 1.6 lít này thì chiếc Hyundai Elantra nó tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng từ 7 cho đến 7 lít rưỡi xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Đó, quý anh chị yêu thích mẫu xe này thì cứ liên hệ cho em vào hai số trên. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị vào những video lần sau. Xin chào.